Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trưa nay 28 tháng 10, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết lượng nước sông dâng lên quá lớn đã cuốn trôi cầu sắt bắc qua sông, làm gần 1.500 người dân bị cô lập hoàn toàn. Theo đó, cầu sắt bị lũ cuốn trôi đã làm 3 thôn của xã Đắc Pne, khiến gần 1.500 nhân khẩu bị cô lập. Được biết, cây cầu sắt nằm trên tuyến đường liên huyện nối giữa xã Đắc Pne với trung tâm huyện Con Rẫy. Khoảng gần 12 giờ trưa nay, lượng nước đổ về nhiều đã cuốn trôi cầu sắt. Thời điểm lũ cuốn trôi cầu, có nhiều người đang chờ để qua cầu nhưng đã được lực lượng chức năng cản lại cảnh báo. Nhiều người chứng kiến cầu bị trôi đã không khỏi bàng hoàng. Rất may khi xảy ra vụ việc không có người lưu thông qua lại trên cầu. Hiện nước lũ vẫn đang lên nhanh, lực lượng chức năng vẫn chưa thể di chuyển vào 3 thôn phía trong. Đang chạy trên đường, chiếc xe hiệu Mercedes GLS bất ngờ báo lỗi bốc cháy dữ dội. Chủ xe nhanh chóng chạy thoát thân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay tại khu đô thị Vinhome Ocean Park Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chiếc xe bị thiêu trụi hoàn toàn sau 15 phút bốc cháy. May mắn chủ xe không bị thương. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Tài xế taxi cố tình phớt lờ tín hiệu cảnh báo tàu hỏa đang đến gần của nhân viên đường sắt. Hậu quả khiến chiếc xe bị mắc kẹt ở đường ray không thể di chuyển. Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 20 sáng ngày 27 tháng 7 tại khu vực Phương Mai, Giải Phóng, Hà Nội. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào thời điểm đó, nhân viên đường sắt đã kéo rào chắn và cảnh báo các phương tiện giao thông khác để dừng lại, nhường đường cho tàu hỏa chuẩn bị đi qua. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của nhân viên đường sắt, rất nhiều người điều khiển xe máy cố tình lách rào chắn để vượt qua. Không chỉ xe máy, ở phía chiều ngược lại, một chiếc taxi cũng đang chờ tới lượt để băng qua đường sắt. Tuy nhiên, vì phương tiện xe máy quá đông, chiếc taxi buộc lái sang phía bên phải và không may bị mắc kẹt trên đường ray không thể di chuyển. Nhân viên đường sắt cùng nhiều người dân xung quanh đã rất nỗ lực phối hợp với tài xế để tìm cách đẩy chiếc taxi ra khỏi vị trí mắc kẹt. Phải rất cố gắng, mọi người mới giải cứu thành công chiếc taxi. Chưa đầy một phút sau, đoàn tàu chạy qua khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 146+700 quốc lộ 3 thuộc tổ 3 phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn. Giữa một xe tải kéo rơ móc và một xe con, hai người ngồi trong xe con tử vong. Khoảng 20 giờ 20 ngày 27 tháng 10, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 20C-19106 kéo theo rơ móc điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 3 theo hướng Hà Nội đi Cao Bằng. Khi đi qua thành phố Bắc Cạn, thì xe ô tô 4 chỗ điều khiển hướng ngược chiều đâm trực diện vào đầu xe. Tại hiện trường thời điểm ngay sau tai nạn cho thấy, xe con đã lấn sang hết phần đường của ô tô tải, phần đầu xe ô tô con bị biến dạng hư hỏng hoàn toàn, lái xe tử vong tại chỗ, người ngồi cạnh cũng tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, riêng ô tô tải bị hư hỏng phần đầu. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội giao thông trật tự công an thành phố đã có mặt để cứu nạn, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 35 sáng 27 tháng 10 tại khu vực thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Theo camera của nhà dân được quay lại, cụ ông điều khiển xe đạp đã sang đường không quan sát, bị hai người đi xe máy di chuyển cùng chiều húc phải. Cú tông bất ngờ khiến cụ ông ngã đập đầu xuống đường, người dân đã gọi xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất, còn hai người đi xe máy cũng bị thương nhẹ. Do vết thương quá nặng, cụ ông đã tử vong ngay sau đó. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thanh Oai đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện yêu cầu tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên Biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khắc phục ngay những điểm sạt lở do mưa lũ. Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn. Tổ chức neo đậu, chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại tại nơi tránh trú. Kiên quyết không cấp phép rời cảng đối với các phương tiện tại những cảng thuộc khu vực bão đổ bộ. Các cục quản lý đường bộ 2, 3 và 4 chủ trì phối hợp với các sở giao thông vận tải và lực lượng chức năng địa phương phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở, kiểm tra giao thông, chủ động điều tiết giao thông. Hạn chế các phương tiện từ các địa phương khác đi vào vùng tâm bão trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền.
đồng thời cấm đường tại các vị trí nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước. Có kế hoạch dừng chạy tàu tại các ga khu gian ở trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện. Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo các cảng hàng không, hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 9 để đóng mở sân bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đưa ra khuyến cáo, đặc biệt là với các chủ xe, lái xe khách Bắc Nam khi di chuyển trên tuyến đường miền Trung từ Ninh Thuận cho tới Hà Tĩnh. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các chủ phương tiện và lái xe tuân thủ hiệu lệnh lực lượng cảnh sát giao thông và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường bộ để hạn chế thấp nhất hậu quả về người và tài sản do cơn bão số 9 gây ra. Khuyến cáo các tổ chức, các cá nhân cần thường xuyên theo dõi các thông tin về cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế tham gia giao thông nếu không thực sự cần thiết, phải tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt là các chủ xe, lái xe khách Bắc Nam không đi vào vùng từ Đà Nẵng cho tới Phú Yên, đồng thời tìm các trạm dừng nghỉ, nơi an toàn với các địa phương lân cận để trú ẩn, tránh gây ùn tắc cục bộ trên các tuyến giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân, phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm mặc dù đã có hướng dẫn, cảnh báo để răn đe, phòng ngừa các vi phạm khác. Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hiện nay tại một số địa phương, các tỉnh miền Trung, các tuyến giao thông đang bị chia cắt, tê liệt. Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, hàng nghìn xe khách, xe tải, xe ô tô con, xe container lưu hành theo hướng Nam Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội qua tâm bão số 9 đã phải dậm chân tại chỗ, nối đuôi nhau hơn chục cây số khiến giao thông kẹt cứng. Bởi lực lượng chức năng chốt chặn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Tắc đường khiến cho nhiều hành khách đi trên các chuyến xe ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc đã phải bỏ xe, kéo vali đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Còn tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế thì có tới gần 500 phương tiện đang bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã sắp xếp bố trí xe tránh trú bão an toàn. Hiện tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa nặng hạt, sức gió mạnh nhất cấp 12, cấp 13, giật tới cấp 15. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có công văn gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, và các cục quản lý đường bộ liên quan về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ. Theo đó, đối với các trạm thu phí tại khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng do bão lũ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và VEC chủ động tạm dừng thu phí để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khi qua trạm. Bảo vệ thiết bị, tài sản trạm thu phí, kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến được với các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và VEC xem xét chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi qua trạm. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ khu vực và các cơ quan liên quan của địa phương tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông, để các xe, các phương tiện có thể lưu thông qua đây một cách nhanh nhất. Trường hợp các phương tiện bị ùn tắc tại trạm, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tổ chức xả trạm theo quy định. Từ đầu năm 2020 cho tới ngày 25 tháng 9, cao tốc Bắc Nam đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý 4 năm nay và Bộ Giao thông Vận tải sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư dự án. Theo đó, năm 2018, các dự án đã giải ngân hơn 142 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 100% kế hoạch. Năm 2019, kế hoạch vốn được giao là hơn 7.481 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 6.856 tỷ đồng, đạt 91,64%. Còn lại, hơn 625 tỷ đồng, kéo dài sang năm 2020. Trong năm 2020, tổng vốn được giao cho các dự án cao tốc Bắc Nam là gần 9.368 tỷ đồng,
bao gồm hơn 8.742 tỷ đồng số vốn kế hoạch năm 2020 và hơn 625 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020. Tính đến ngày 25 tháng 9 năm nay, các dự án đã giải ngân được hơn 6.717 tỷ đồng, đạt gần 72% tổng số vốn được giao. Và dự kiến là sang năm 2021, các dự án cao tốc Bắc Nam sẽ giải ngân thêm khoảng 15.038 tỷ đồng. Thưa quý vị, vận tải công cộng được cho là chìa khóa để giảm thiểu nạn kẹt xe, tắc đường, thiếu hụt hạ tầng giao thông trầm trọng tại các thành phố lớn. Chính vì vậy mà nó luôn được hỗ trợ bằng nhiều cách, được ưu tiên hỗ trợ về mặt kinh phí hạ tầng cùng với nhiều biện pháp hạn chế các loại hình vận tải khác để thu hút đến được vận tải công cộng. Thế nhưng thực tế thì thay vì thu hút được người dân, vận tải công cộng hiện nay vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 16-17% nhu cầu đi lại của người dân. Vì sao lại như vậy? Phản ánh này của phóng viên chương trình cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Đánh giá về lý do vì sao người dân ít sử dụng vận tải công cộng để di chuyển trong các thành phố lớn. Đa phần, người dân đều cho rằng taxi hay xe công nghệ thì chi phí đắt và không phù hợp với đại đa số người dân. Còn xe buýt, đầu tàu phát triển của vận tải công cộng vẫn cứ lẹt đẹt qua từng năm. Sản lượng liên tục sụt giảm mà không có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Còn người dân, và thậm chí là cả những người di chuyển lâu năm bằng phương tiện này cũng tỏ ra không mấy thiện cảm với loại hình được cho là mũi nhọn phát triển của vận tải công cộng này. Thái độ họ không thiếu khách lắm, đôi khi cũng hơi lớn tiếng một tí. Khó khăn vì đôi khi là không có nhà chờ. Và vào những ngày mưa thì em cảm thấy hơi khó chịu. Em hay bị muộn học, có lúc thì không có một cái xe nào, em chờ rất là lâu, 45 phút không có xe nào, có lúc thì hai xe nối tiếp nhau. Thế là em cảm thấy hơi khó chịu. Không hài lòng nhất là về việc lái xe thôi. Nói chung là khá là ẩu, kiểu nhiều người già, họ ấy kiểu chân tay còn yếu hơn trẻ chẳng hạn thì họ có thể đi chậm chậm để họ xuống. Nhưng mà rất là nhiều người đã bị kẹt ở trong cửa xe khi mà lên rồi. Và cái thái độ phục vụ thì cũng không tốt lắm, nhiều người thì kiểu nói năng cục xúc, gắt gỏng với lại người già. Bây giờ mà thông thoáng như này nè, họ đi cực kỳ ẩu luôn. Mình thấy ra số rất là nhiều ẩu, 02, 27 giờ này thì đỡ rồi, nhưng mà hầu như mình hay đi di chuyển ở 02 thì họ đi rất là ẩu. Còn với góc nhìn của các chuyên gia giao thông thì cho rằng chất lượng phục vụ của xe buýt hiện nay ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện hạ tầng giao thông, áp lực tần suất chuyến và ý thức tham gia giao thông đặc thù của người dân. Điều này đang gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Nếu mà các bạn quan sát kỹ thì đây là những tình huống mà cũng không mong muốn. Bản chất là cái người lái xe buýt cũng như là những người phục vụ xe buýt là không muốn tạt đầu rồi đi vào gấp rồi ra cua như vậy. Nó có những cái sức ép của cái việc mà tranh giành cái làn đường cho mà xe buýt không thể nào bỏ bến bỏ chuyến được. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái điều này nó có hai mặt của vấn đề. Đấy là do cái tổ chức giao thông kém. Cái thứ hai là ý thức giao thông kém. Đánh giá về mục tiêu 20-25% người dân sử dụng phương tiện công cộng trong năm nay, các chuyên gia đánh giá khó có thể đạt mục tiêu này khi mà xe buýt vẫn đang là đầu tàu vận tải công cộng hiện nay và bản thân loại hình này dù đã nhiều cố gắng cũng không thể kéo được sản lượng đi lên. Trong khi các tuyến đường sắt đô thị vẫn điệp khúc lỡ hẹn, thất hứa từ năm này qua năm khác. Chúng ta thấy rõ là cái cố gắng đấy cũng không thể đáp ứng được cái mong mỏi của xe buýt là đến 20-25%. Cái đó chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là chưa bao giờ là chúng ta phải đối mặt với cái khó khăn là cái Covid. Tức là cái mà rất nhiều những cái hệ thống vận tải là ảnh hưởng nặng nề, và xe buýt không nằm ngoài cái ảnh hưởng đó, và nó là cái là gọi là bất khả kháng. Nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ này nó đã chững lại trong khoảng 10 năm trở lại đây rồi. Lý do đơn giản thôi là những dự án lớn về vận tải công cộng chúng ta hiện nay đều chậm trễ hơn so với tiến độ, chậm hơn so với tốc độ rất nhiều. Ví dụ như chúng ta có cái dự án tuyến metro số 2A, tuyến metro số 3 thì hiện nay đều còn đang dang dở và chưa đi vào vận hành được. Chừng nào thành phố phải có những kết nối trên một mạng lưới metro bao phủ được những hướng chính
thì những cái trục nhu cầu đó phải cần được kết nối với trung tâm và kết nối các vùng nhu cầu đó lại với nhau bằng các tuyến vận tải khối lượng lớn, cụ thể là metro, đường sắt đô thị, thì mới có thể giúp gia tăng về thị phần vận tải công cộng. Với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần vận tải của giao thông công cộng lần này, bị thất bại sẽ gây ảnh hưởng lớn, kéo theo hàng loạt chính sách phát triển giao thông đô thị khác như hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc nội đô, cấm xe máy vào năm 2030 đều sẽ bị chậm trễ. Vì một lý do đơn giản, giao thông công cộng không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của đại đa số người dân trong đô thị.